Xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin nóng nhất trong ngày. Thưa quý vị, trong chương trình bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Nguy to, 400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận F0 COVID-19 chấn động cả nước. Một chàng trai chiến thắng COVID-19 nhờ cụ bà 84 tuổi truyền cảm hứng. Rơi nước mắt cảm động, tấm lòng của chàng trai xin tắm gội cho bệnh nhân COVID-19. Trên đây là toàn bộ phần điểm tin, ngay sau đây mời quý vị cùng đón xem thông tin chi tiết. Nguy to, 400 người đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận, F0 COVID-19 chấn động cả nước. Chiều 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết trong 2.000 người Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch vào ngày 31 tháng 7 có tới 400 người bị nhiễm COVID-19, nên tỉnh này đã có văn bản hỏa tốc nhờ hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hợp tác. Công văn hỏa tốc do ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký gửi tỉnh Đồng Nai đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2021, nhiều công dân Ninh Thuận làm việc ở Đồng Nai trở về tỉnh. Đặc biệt, trong ngày 31 tháng 7, có hơn 2.000 công dân Ninh Thuận từ xã Thạch Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, nơi đang giãn cách theo chỉ thị 16 trở về địa phương. Trong số này, có hơn 400 người đã trở thành F0, tạo sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Với tình hình khó khăn hiện nay, vừa kết thúc 4 tuần thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 ở một số địa phương và đang kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ thị 15 ở mức cao nhất, Ninh Thuận đang cần triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong các khu cách ly tập trung là hết sức cần thiết. Với khả năng tiếp nhận hiện nay ở các khu cách ly tập trung của tỉnh, thì việc tiếp nhận công dân Ninh Thuận về địa phương từ các tỉnh phía Nam thực hiện cách ly tập trung theo quy định là hết sức khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quan tâm tuyên truyền, vận động người dân Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành các quy định phòng chống dịch, có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và có biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế cho người dân Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để người dân an tâm, ai ở đâu ở đó. Không để người dân Ninh Thuận di chuyển khỏi Đồng Nai về Ninh Thuận đến khi hết giãn cách. Khi các địa phương hết giãn cách xã hội và chính phủ có chủ trương, Ninh Thuận sẽ phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch đón người dân Ninh Thuận về một cách có tổ chức, an toàn, hiệu quả, không để dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp chỉ đạo các chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 tăng cường chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt, không để người dân Ninh Thuận từ Đồng Nai và các tỉnh phía Nam về Ninh Thuận đi ngang qua các chốt tại Bình Thuận tới khi hết giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chàng trai chiến thắng COVID-19 nhờ cụ bà 84 tuổi truyền cảm hứng. Ngày phát hiện nhiễm bệnh, Thắng hoang mang, sợ chết, nhưng khi chứng kiến F0 84 tuổi lạc quan, vui sống, anh vững tâm điều trị để vượt qua COVID-19. Nửa phút bất cần. Trở về sau 24 ngày điều trị COVID-19, anh Phạm Quốc Thắng 30 tuổi ngụ tại TP.HCM giật mình khi nhớ lại khoảng thời gian nhiễm bệnh. Thắng cho biết anh nhiễm COVID-19 trong lần đi thu tiền trọ tại dãy trọ của gia đình. Ngày 10 tháng 7, Thắng đến dãy trọ thu tiền phòng. Thường ngày khi ra đường, Thắng đều đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc 5K. Thế nhưng hôm ấy, anh chủ quan, không chú ý phòng bệnh vì nghĩ rằng đang đến gặp những người thân quen. Thắng quên đeo khẩu trang và tiếp xúc với người nhiễm bệnh chỉ trong khoảng nửa phút rồi rời đi. 3 ngày sau, anh thấy đau đầu như búa bổ, sốt cao 38,5 đến 39 độ và ngủ ly bì. Vì người anh tiếp xúc không biết bản thân nhiễm COVID-19 nên Thắng cũng không ngờ mình bị lây bệnh. Nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh vì hay nằm gần quạt, Thắng không thông báo với nhân viên y tế. Anh kể, tôi uống một viên Panadol để hạ sốt. Hôm sau, tôi đỡ sốt hơn, đầu cũng vẫn còn đau, hai mắt nóng như hòn than. Tra thông tin trên mạng, tôi thấy các triệu chứng này giống cảm cúm thông thường nên yên tâm và uống thêm một viên Panadol rồi đi ngủ tiếp. Ngày 16 tháng 7, tôi bàng hoàng khi nhận được nhân viên y tế phường gọi điện thông báo dãy trọ của tôi có người dương tính với SARS-CoV-2. Lúc này tôi mới xác định mình đã nhiễm COVID-19, chứ không phải là cảm cúm thông thường, anh kể thêm. Nghe thông báo, Thắng hoang mang tột độ, thậm chí nghĩ đến việc mình sẽ phải chết. Anh nhanh chóng đến bệnh viện, tiến hành xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Thắng được đưa vào khu cách ly tạm thời để điều trị bệnh.
4 ngày sau, bệnh trở nặng, Thắng không chỉ sốt mà còn ho, đau rát họng. Anh nói cổ họng đau đến nỗi việc ăn uống cũng trở thành cực hình. Khi nuốt bất cứ thứ gì, anh luôn có cảm giác cổ họng như bị gai nhọn đâm, xé rách toang. Khi Thắng không còn cảm nhận được mùi vị, nhai ớt cũng không còn cảm giác cay, nhét dầu gió vào mũi cũng không bị sặc, anh được chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Tại đây, anh bắt đầu hành trình đối đầu với COVID-19 để giành giật sự sống. Hãy giữ vững niềm tin. Thắng kể, tôi vẫn nhớ ngày 19, 20, 21 tháng 7, bởi đây là những ngày quyết định. Những ngày này, cảm giác khó thở, tức ngực bắt đầu xuất hiện. Khi ngủ, tôi liên tục bị giật mình thức giấc vì không thể thở được. Mỗi khi hít thật sâu, tôi lại có cảm giác đau tức ngực. Tôi sợ lắm vì chỉ cần ngủ một chút là khó thở. Tôi uống mật ong gừng để giảm đau họng. Mỗi ngày bác sĩ phát cho tôi một viên vitamin C để uống. Anh kể thêm. Thắng nói rằng những ngày đau tức ngực, anh không thể ngủ. Anh lo nghĩ rồi sợ, đặc biệt khi chứng kiến những bệnh nhân có tuổi chuyển nặng, có người gục ngã, anh càng thêm lo lắng. Thế rồi giữa những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, anh nhìn thấy hình ảnh lạc quan của cụ bà đang được điều trị cùng phòng. Anh chia sẻ, cụ 84 tuổi rồi và cũng là F0 đang được điều trị như tôi. Thế nhưng cụ không bao giờ tỏ ra mệt mỏi mà lúc nào cũng tươi vui lạc quan. Điều này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bệnh nhân, trong đó có tôi. Tôi nghĩ rằng cụ đã 84 tuổi rồi mà vẫn yêu đời, vững tin vượt qua bệnh tật. Những người trẻ như mình phải học tập và cố gắng để sớm khỏi bệnh. Từ đó tôi luôn tin vào bản thân, tin vào các y bác sĩ và quyết tâm vượt qua bệnh tật, anh nói thêm. Sau đó mỗi khi khó thở, Thắng ngồi dậy, đứng lên, vẫy tay hít thở để lấy oxy. Anh nghe theo lời khuyên của bác sĩ, cố gắng ăn, dù lúc này không hề có cảm giác thèm ăn, mũi miệng cũng không cảm nhận được mùi vị thức ăn. Thắng cắt nhỏ ngày dài lê thê, ngập tràn nỗi sợ trong bệnh viện bằng cách gọi điện cho người thân, xem hài. Anh tự khiến mình bận rộn bằng những suy nghĩ tích cực, đọc sách qua mạng hoặc lên nhiều kế hoạch và hứa sẽ thực hiện sau ngày xuất viện. Nhiều ngày sau đó, Thắng cảm thấy các triệu chứng giảm dần. Khi ăn cơm, Thắng bắt đầu biết ngon, dù mũi vẫn chưa thể nhận biết được mùi hương. Để tìm lại khứu giác, mỗi ngày anh đều đưa chai dầu gió vào mũi để ngửi. Cuối cùng, anh cũng cảm nhận được mùi hương dù chỉ là ngửi ở khoảng cách rất gần. Ngày 4 tháng 8, sau khi đã 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, Thắng được xuất viện về nhà để tự cách ly 14 ngày. Cầm giấy xuất viện, anh vui mừng như thể vừa vượt qua một trận chiến lớn nhất trong cuộc đời. Thắng nói, anh chiến thắng COVID-19 bởi vì đã không để mình tuyệt vọng và luôn giữ vững niềm tin. Nam thanh niên khuyến cáo, COVID chưa có thuốc chữa, chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của mỗi người. Thế nên, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng dịch, đừng để bị nhiễm bệnh. Hãy xem mọi người xung quanh đều là F0 để bản thân tự phải đề phòng, đảm bảo công tác phòng dịch. Trong thời gian nhiễm bệnh, chúng ta đừng quá hoang mang, lo lắng mà hãy giữ vững tinh thần, niềm tin vào các y bác sĩ. Mọi người cần phải ăn ngủ điều độ, đúng giờ, tăng cường uống nhiều nước, bổ sung vitamin C, giữ ấm cơ thể phơi nắng mỗi ngày để đủ sức khỏe chống lại bệnh tật, anh nói thêm. Rớt nước mắt, cảm động tấm lòng của chàng trai xin tắm gội cho bệnh nhân COVID-19. Chàng bệnh nhân đặc biệt, sáng sớm, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng bệnh. Hà Ngọc Trường, 29 tuổi, bệnh nhân đặc biệt của Bệnh viện Dã chiến Củ Chi thức dậy. Búi tóc lên, đeo bao tay y tế, Trường đến bên giường của các bệnh nhân thăm hỏi xem họ có cần giúp đỡ gì không. Những đêm trước, Trường dường như là không thể ngủ. Nỗi đau mất mẹ hằn in trên đôi mắt của chàng thanh niên đang là niềm động viên của hơn 70 người bệnh tại đây. Trường nhiễm COVID-19 trong một lần đi mua cà phê, sau đó cả nhà anh gồm có em trai sinh đôi, em dâu và bố mẹ đều dương tính với SARS-CoV-2 rồi nhập viện điều trị ở những bệnh viện khác nhau. Ngày bệnh tình trở nặng, Trường được đưa vào khu vực ICU chăm sóc tích cực để điều trị. Anh sốt triền miên rồi ho, khó thở, mất vị giác. Những ngày đầu, Trường mất hết sức lực, tưởng chừng đến việc đứng lên cũng khiến anh chao đảo, ngã nhào. Thế nhưng Trường không tuyệt vọng. Anh nghĩ về gia đình, về các y bác sĩ, về việc mọi người đang cùng nhau nỗ lực chống lại bạo bệnh. Cùng với đó, Trường nhớ mẹ, anh muốn về với gia đình và lấy đó làm sức mạnh vực dậy lại tinh thần. Sau 10 ngày điều trị, Trường bắt đầu bình phục, anh được chuyển lên Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Trở về từ cửa tử, Trường biết ơn các y bác sĩ và thấu hiểu sự khó khăn vất vả của họ trong việc giành dần lại sự sống cho bệnh nhân. Trường nói họ tất bật trong sự nóng lực, bất tiện của bộ đồ bảo hộ. Suốt từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ, họ không dám uống nước, ăn cơm để giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân. Nhìn cảnh ấy, tôi nghĩ khi khỏe lại, tôi sẽ ở lại bệnh viện hỗ trợ họ trong việc chăm sóc bệnh nhân.
Nguyện vọng của trường được lãnh đạo bệnh viện chấp thuận. Những ngày đầu, khi sức lực chưa thật sự đầy đặn, trường đảm nhiệm việc thay các bình nước lọc phục vụ cho bệnh nhân. Khỏe hơn một chút, anh dọn vệ sinh phòng bệnh thay ráp giường. Khi sức khỏe cho phép, trường tự biến mình thành một điều dưỡng bất đắc dĩ của bệnh viện. Anh dọn vệ sinh phòng bệnh, thay tã, tắm gội, thay bình oxy cho bệnh nhân. Trường chia sẻ, đây là khoa dành cho những người lớn tuổi, bệnh nặng, có bệnh nền. Nhiều người trong số họ không thể tự vệ sinh, chăm sóc bản thân nên tôi quyết định hỗ trợ. Ban đầu tôi chỉ đút cho họ ăn, sau đó tôi tình nguyện thay tã cho họ. Dần dần quen việc, quen người, tôi thay ráp giường, lau mình, tắm gội cho họ luôn. Anh nói thêm, biến đau thương thành sức mạnh. Mỗi buổi sáng, trường đi một vòng khắp các phòng bệnh trong khoa. Anh hỏi thăm từng bệnh nhân, kiểm tra việc sinh hoạt cá nhân, bình truyền nước, bình oxy của họ để xem ai cần gì thì giúp. Trời nắng ấm, trường luân phiên tắm gội lau mình cho các bệnh nhân không thể tự vệ sinh cá nhân. Trường nói anh thấu hiểu cảm giác khó chịu, bức bối đến nhường nào khi lâu ngày không được tắm gội. Anh trải qua cảm giác này trong thời gian điều trị tại khu ICU. Tại đây trong 8 ngày, trường mới được tắm gội một lần. Được tắm gội sau nhiều ngày nín nhịn, các cô chú, ông bà vui lắm, ai cũng vui vẻ hợp tác và không ngại ngùng gì. Có người còn nói vui rằng, nhiều lúc người thân, con cái của họ cũng chưa chắc chăm sóc họ được như thế, trường chia sẻ. Mỗi lần gội đầu cho một bệnh nhân nữ lớn tuổi, trường lại nghĩ đến mẹ. Đã hơn một tháng, trường không được gặp bà, mẹ trường chuyển biến nặng và phải thở máy. Khi hay tin các thành viên khác trong gia đình đã được xuất viện, chỉ có mẹ là chưa được về, anh càng lo lắng hơn. Thế rồi, điều không may cũng đã xảy đến, trường nhận tin mẹ không đủ sức vượt qua bảo bệnh. Trường kể, hơn một tháng qua, tôi không gặp được mẹ vì mẹ đang phải điều trị. Khi được gặp thấy mặt thì mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh, thở loại máy thở cuối cùng, loại máy dành cho các bệnh nhân nặng, giành giật lại sự sống. Rồi mẹ tôi ra đi. Khi làm tình nguyện viên ở đây, tôi vẫn hy vọng mẹ vượt qua nhưng không có phép màu nào cả. Tôi phải chấp nhận sự thật ấy dù rất đau đớn. Tôi chỉ mong mẹ thấy được công việc của tôi đang làm và yên nghỉ. Kiếp sau tôi vẫn muốn làm con của mẹ, trường nghẹn ngào chia sẻ. Đau đớn nhưng trường không để nỗi bi thương cùng sự tàn khốc của dịch bệnh quật ngã. Trường biến đau thương thành sức mạnh, quyết cùng người bệnh giật lại sự sống từ COVID-19. Trường lấy việc chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân làm niềm vui mỗi ngày. Anh nói tinh thần lạc quan rất quan trọng trong quá trình điều trị COVID-19. Thế nên, anh luôn tìm cách động viên, củng cố tinh thần cho người bệnh. Mỗi ngày, ngoài việc dọn vệ sinh, tắm gội, anh luôn miệng vận động bệnh nhân, ăn uống, vững tâm điều trị để nhanh được về nhà. Trường cũng thường xuyên liên lạc với người thân bệnh nhân để họ được trò chuyện với cha, mẹ, ông bà mình đang nằm giường bệnh qua các ứng dụng gọi video. Đêm về, trường gần như thức trắng bên giường bệnh của những ca chuyển nặng để họ không cảm thấy cô đơn. Anh cũng nấu cháo, nấu mì, đút nước thay bình nước muối vô khuẩn cho những bệnh nhân khác. Anh nói, tôi rất vui và hạnh phúc khi có thể làm được gì đó cho những người đang điều trị bệnh tại đây. Có trường hợp tôi chăm sóc họ từ lúc mới vào viện đến khi xuất viện. Đó là khoảng thời gian tôi vui và hạnh phúc nhất. Những lúc như thế tôi cảm thấy như mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ gì đó, dù nhỏ nhoi trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go này, trường nói.